Và nối tiếp một buổi trụ idol đầy màu sắc thì bây giờ cùng chào mừng đến với sân khấu Nizi Universe. Thank you.
Come on.
thì rất là đam mê gian hàng của Tiết Phương đó mọi người. Khi mọi người đến gian hàng của Tiết Phương, mọi người sẽ được chụp ảnh chung với lại các idol này, chụp chi ký á. Nên là mọi người sẽ đến ủng hộ các chị nha. Nghe nói là mọi người quay em ở cái gì để quay mở không hả? Em sửa